Ok nha các bác, tới đây thì chúng ta đã có một cái layer nó bị mịn. Các bác có thể thấy là nó bị mịn và bị sót đi khá là nhiều chi tiết đúng không ạ? Đó, thì đến đây chúng ta sẽ tạo một layer mask. Hoặc là anh em kích chuột ở đây cho mình một cái này, ở dưới cái layout này. Đó, đây mình sẽ lôi cái layout này ra riêng chỗ này nhá các bác. Thì để anh em nhìn rõ hơn thì mình sẽ to to cái này ra một tí. Đây, các bác kích chuột vào cái layer mask này cho mình này. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ invert cái layer mask này bằng cách ấn Ctrl Y ngắn. Trước mình đã tổng hợp lại cho anh em hai cái cách tăng nét, đó là cái phần sharpen với phần cut tone. Cái này nét sẵn rồi, mình không tăng nữa, mình sẽ bỏ cái này đi. Ok, tấm này thì nó là tấm CR2 và chụp từ Canon 6D. Thì mình sẽ open nó ra Photoshop thôi vì màu mình kéo trước đấy rồi các bác nhá. Ok, ở đây thì mình sẽ dùng luôn cái Delicious hoặc là cái panel học nhiếp ảnh online của mình đi. Cái Delicious nó đang bị lỗi, kể cả cái phần này cũng bị lỗi này. Thì trong cái phần này thì chúng ta bị lỗi thì chúng ta dùng cái gì? Thì 2021 nó đang bị lỗi thì anh em có thể dùng Photo Toolbox, Skin Finder hoặc là bất kỳ một cái phần mềm bên thứ ba nào cũng được. Ở đây thì mình sẽ tạo thêm một layout nữa. Hôm qua có khá là nhiều câu hỏi anh em hỏi mình là anh ơi dùng brush gì để brush cho nó đẹp. Thực ra thì không có cái brush để mà brush cho đẹp cả, mà chúng ta phải làm sẵn rồi chúng ta brush lên thôi. Có nghĩa là anh em hình dung rằng là chúng ta sẽ phải di thêm một layout nữa và anh em làm mịn ở trên cái layout đó, và sau đó chúng ta tạo một cái lớp mặt lạ laser mask thì chúng ta sẽ brush vào cái đó. Nhiều anh em hỏi mình nhiều những câu hỏi đúng là thực sự là mình không biết trả lời như thế nào. Bởi vì tại vì các bạn thứ nhất là các bạn không biết hoặc là các bạn chưa biết và các bạn cũng chưa từng được va bao giờ thì các bạn sẽ không hiểu được cái laser mask nó là cái gì. Nếu như các bạn rảnh, các bạn có thời gian thì các bạn có thể lên YouTube hoặc các bạn có thể lên một số cái diễn đàn laser mask nó là cái gì các bạn nhá. Và sau đó thì chúng ta phải tìm hiểu thêm nữa, đó là tại sao lại dùng laser mask, laser mask có tác dụng như thế nào. Thực ra thì ở đây mình sẽ nói luôn là cái laser mask nó là một cái lớp mặt lạ để cho chúng ta có được cách, chúng ta có được khả năng chúng ta sẽ xóa hoặc là tẩy hoặc là chúng ta sẽ cọ. Ví dụ như anh em muốn phần da chúng ta nó đẹp thì anh em cọ nhiều, mà muốn phần da nó không thì anh em cọ ít hoặc là anh em phải tẩy. Có nghĩa là chúng ta sẽ có thể là xóa hoặc là chúng ta sẽ có thể cứu lại được nó. Laser mask rất hay nha các bác nhá. Ok, ở đây thì mình sẽ dùng skin. Thì ở đây là cái 2021 các bác nhá. Một số anh em thì lại bảo là không cài được LeetDMA 2021, thực ra thì vẫn cài được bình thường các bác nhá. Các bác nào mà quan tâm đến LeetDMA thì các bác có thể lên kênh YouTube của em, hoặc là các bác có thể lên thẳng luôn YouTube, các bác search là LeetDMA 7.6 Pro hoặc là Skin Finder, có cả bản 2.0 và 3.0. Mình đang test bản 3.0 nhưng mà không hiểu tại sao nó đang bị lỗi các bác nhá. Ok, ở đây thì mình sẽ dẫn các bác chạy cái Skin Finder luôn, xong đó thì dùng laser mask luôn. Anh em nào mà không hiểu thì anh em có thể theo dõi cái clip này chi tiết một xíu, hoặc là anh em không hiểu anh em xem vài lần sẽ hiểu nhá. Rồi ok, ở đây thì chúng ta sẽ nói đến cái phần làm mịn đi. Ở đây thì trên cái phần color skin này, cái phần skin color này thì anh em có thể tùy chọn, hoặc chúng ta sẽ có thể cộng hoặc là trừ tất cả các cái vùng mịn chúng ta mong muốn. Chẳng hạn ở đây mình muốn cộng thêm, chẳng hạn ở đây mình sẽ click vào đây để cho nó mịn nha các bác nhá. Đây nó mịn này. Đó. Nếu như anh em muốn mịn nhiều thì anh em kéo cái phần amount này cho mình cao lên. Rồi. Và nếu như mà chúng ta mà muốn giữ lại chi tiết thì anh em kéo cái phần file. Cái này thì có cả Việt hóa rồi đấy. Các bác nào mà muốn xem được tên hoặc là các bác muốn Việt hóa nó ra cái gì thì các bác có thể search từ khóa là Skin Finder 2.0 Việt hóa bởi Xuân Bắc Xuân Tóc Đỏ nha các bác. Ok nha. Đến nơi thì mình thấy nó khá là mịn rồi đúng không ạ? Khá là mịn rồi đúng không? Ok rồi đúng không các bác? Rồi. Tới đây thì chúng ta nếu mà anh em muốn kéo mịn hơn thì nữa thì anh em kéo lên cho mình. Rồi và tiếp đến nữa đó là cái phần skin tone. Thì các bác muốn skin tone kiểu gì ạ? Vàng, hồng hay là nhạt hay đậm thì tùy các bác, thì các bác có thể kéo ra. Ở đây thì mình để mặc định luôn, không có kéo. Và mình cái phần saturation đây thì mình sẽ trừ đi khoảng 10 hoặc là 11%, hoặc là tùy. Nếu mà tấm hình chúng ta thấy nó nhạt quá thì anh em có thể cộng lên nha. Ở đây thì tấm hình mình hơi có đậm một chút xíu, mình sẽ trừ đi khoảng 6 hoặc 7. Ok, xong. Rồi xong đó thì chúng ta sẽ ấn ok các bác nhá. Ok nha các bác, tới đây thì chúng ta đã có một cái layer nó bị mịn. Các bác có thể thấy là nó bị mịn và bị sót đi khá là nhiều chi tiết đúng không ạ? Đó, thì đến đây chúng ta sẽ tạo một layer mask. Hoặc là anh em kích chuột ở đây cho mình một cái này, ở dưới cái layout này. Đó, đây mình sẽ lôi cái layout này ra riêng chỗ này nhá các bác. Thì để anh em nhìn rõ hơn thì mình sẽ to to cái này ra một tí. Đây, các bác kích chuột vào cái laser mask này cho mình này. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ invert cái laser mask này bằng cách ấn Ctrl Y ngắn. Rồi,
cắt chốt đi ngắn xong thì chúng ta sẽ dùng cái brush. Thì cái câu hỏi đây là mình, đây là chính là cái câu hỏi mà hôm qua các bạn hỏi mình ấy, thì hôm nay mình đã giải đáp cho các bạn luôn rồi nhá. Thì ở cái phần flow đây, cái phần opacity đây này, các bác có thể nhìn thấy đây này, cái flow là cái gì? Flow là cái độ mềm, cái opacity nó là cái phần trăm. Ví dụ như anh em muốn nhiều, một nửa phần trăm, một nửa của cái một lần ấm cọ thì anh em chọn 50%, còn anh em muốn để hết thì anh em để 100% cho mình. Và cái flow đây này, cái flow đây, cái này thì từ cái năm 2017 đã có các cái panel rồi, thì đa số là mọi người sẽ sử dụng cái này bằng cách đó là chúng ta sẽ giảm flow xuống khoảng 15% hoặc 20% hoặc là 25% thôi, tùy tâm. Ở đây thì mình sẽ chọn khoảng 25% các bác nhá. Rồi ok, xin chào bác Đình Toàn, xin chào bác Sơn Trường, xin chào 30 anh em. Ok, và về cái phần smoothing đây, smoothing đây là cái gì? Có rất là nhiều anh em hỏi mình bảo anh ơi tại sao cái con chuột của em nó dê mãi nó không đi. Thì đó chính là cái phần smoothing này các bác nhá. Các bác để không cho mình. Đây là cái tốc độ chậm hay nhanh của con chuột hoặc con trỏ của chúng ta đang dùng. Ở đây thì mình để không để cái gì các bác nhá. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cọ. Thì trước khi cọ anh em lưu ý cho mình một cái, đó là anh em để cái phần tool này nhá. Cái tool này này nó nằm ở trong cái phần window này, và nó nằm ở dưới cái dòng thứ hai từ cuối cùng lên nha các bác nhá. Đây này, anh em tắt nó đi hoặc là bật nó lên thì tùy tâm mọi người đó. Thì cái phần tool này các bác để ý cho mình, đó là cái phần vùng đen ở đây thì nó đối lập, nó là vùng trắng nhá, để chúng ta cọ mới có tác dụng. Hoặc là nếu như mà chúng ta mà không may mà cọ nó nhiều quá thì các bác có thể đổi lại cái vùng đen cho mình bằng cách ấn vào dấu x hoặc là cái mũi tên chỉ lên chỉ xuống như này này nhá. Đó, ở đây thì mình muốn cọ cho nó đẹp thì mình sẽ đổi cái cọ nó là màu trắng, sau đó thì mình sẽ cho cái cọ nó nhỏ vừa tầm lại bằng cách đó là anh em ấn chuột phải, sau đó thì chúng ta sẽ cho to cho nhỏ cái cọ. Cái này tùy tâm mọi người, anh em thích to thì cho to, thích nhỏ thì cho nhỏ nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi cọ này. Thì ở trên tay mình đây đang cầm một cây bút các bác nhá, các bác nào mà có điều kiện thì mua cái bảng vẽ mà dùng, còn không có điều kiện thì dùng con chuột cũng được. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu đi cọ đi các bác nhá, cọ cho tấm hình nó mịn lại. Rồi thì ở đây mình sẽ cọ, anh em cứ cọ làm sao mà nó đều đẹp, nó ok nhá. Chỗ nào mà bị sần sùi nhiều thì anh em cọ nhiều, và sần sùi ít thì anh em cọ ít. Ở cái chỗ phần hốc mắt này này các bác nhá, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn này, cách cho to cho nhỏ cái cọ luôn. Ở đây thì anh em có thể là giữ cái phím an hoặc là ở trên win thôi nhá, còn trên mắt thì không dùng được, các bác phải dùng chuột phải cho mình hoặc là dùng cái bảng vẽ. Cái bảng vẽ của mình nó có cái phần có cái một cái lúm tròn này, các bác có thể xoay hoặc là anh em dùng cái ngoặc vuông anh em cho to cho nhỏ này, thì trên Mac cũng làm như vậy được các bác nhá. Rồi ok, đấy các bác cứ cọ như này cho mình này. Cái này thì nó chắc là quá thông dụng rồi, anh em không cần phải, mình cũng không phải nói nhiều nữa, các bác cũng biết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cọ nhanh chút xíu để cho qua cái công đoạn làm ra này, bởi vì là cái chủ đề hôm nay đó là chúng ta sẽ tăng nét cho tấm hình cơ chứ không phải là làm ra. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em tổng thể luôn là cái cách làm ra cũng như Lasermark cây bút thần kỳ, và thứ hai là chúng ta sẽ tăng nét cho tấm hình. Thì nếu mà ở Việt Nam chúng ta, mình nghĩ chắc là cách làm ra là nó sẽ ok hơn so với một số cái cách làm ra như kiểu là làm thủ công dot and burn hoặc là các cái cách khác thì nó rất là khoai, và một tấm hình chúng ta có thể làm mất 1-2 ngày cơ, cho nên là rất là mất thời gian. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn là chúng ta sẽ làm ra như thế nào và làm sao nhanh nó gọn nó đẹp mà được. Các bác cứ cố gắng fix nỗi cho mình. Đầu tiên là chúng ta phải fix nỗi da cho nó ok trước đã. Rồi sau khi mà chúng ta đã cọ xong thì anh em có một lớp mặt nạ đây, chính là cái mặt nạ mà qua anh em hỏi mình là anh ơi sao anh cọ gì đẹp thế. Thì đây, thì chính là cái lớp mặt nạ. Thì tất cả những cái thao tác vừa rồi mình lưu nó lại thành một cái action để mình chỉ việc cọ thôi, chứ mình không có làm nữa, bởi vì là mình làm cái này quá nhiều rồi, đôi khi là làm nhiều quá nó sẽ bị lâu, và cái thời gian mình làm nhiều thì nó không trôi chảy cho công việc ấy. Hôm qua mình có ấn cái action là F8 ấy, hoặc là tùy cái này mình đặt bao nhiêu thì là tùy bản thân mình hoặc là tùy các bạn thôi. Rồi bây giờ thì đến đây thì chúng ta sẽ anh em kéo lại cho mình nhá. Thầy luôn các bác luôn, Photoshop 2021 lặng bãi trưởng luôn ạ. Rồi ok, em sẽ xây cái này nào, xong em sẽ chuyển sang 2020 làm cho các nhanh, nó tiện các bác nhá. Bởi vì 2020 nó sẽ nhẹ hơn. Khuyên các bác không nên sử dụng 2021 nếu mà máy chúng ta yếu. Anh em cứ sử dụng 2020 cho mình cho nó nhẹ nhá. 2021 nó đơ vãi cái trưởng ra. Rồi ok, em mở 2020 các bác nhá. Em vừa xây cái file kia sang file PSD. Rồi chúng ta tiếp tục công việc nào, đó là ở đây mình đã có một cái Lasermark. Anh em có thể thấy là con chuột mình đã cọ, cái bút này mình đã cọ nó rất là đều rồi. Rồi, đến đây chúng ta sẽ dán tất cả các layout lại với nhau.
Đồng thời chúng ta sẽ tạo thêm một nail nữa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em một cái cách tăng nét mình rất là hay sử dụng, đó là tăng nét bằng cái filter và bằng high pass. Thì cái này không còn quá là xa lạ với một số anh em đã từng dùng rồi, và một số anh em chưa biết thì mình sẽ nói sâu hơn ở trong này. Thứ nhất là high pass này nó sẽ tăng nét cho anh em và chúng ta sẽ hòa trộn. Ở đây thì cái tấm này mình muốn tăng nét nhiều thì mình sẽ để là 3 hoặc là 2, tùy tâm anh em nhé. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái layout led căng kinh khủng luôn ạ, rất là ghê luôn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển hòa trộn. Có một số anh em chọn offline, có một số anh em chọn shortline, có một số anh em chọn headline, có một số anh em chọn vivid line. Cái này thì cũng tùy mọi người thôi. Ở đây thì mình chọn linear line. Nếu như anh em muốn tăng nét căng đét đẹp thì chúng ta sẽ chọn linear line, hoặc nếu như mà chúng ta muốn nét nó mềm mềm thôi, đây anh em chọn layout và anh em chọn cho mình cái vivid nhá. Thì ở đây á mình sẽ chọn hai cái để mình tăng nét, đó là cái vivid hoặc cái linear line các bác nha. Cái này phím tắt đó là anh em ấn shift on shift z nhá, là để chuyển sang linear line. Còn vivid này là on shift v thì phải, mình cũng không nhớ rõ đâu. Đây cái này mình đang ở đây thì mình sẽ chọn on shift z, đó chuyển linear line này đúng luôn ạ. On shift z, on shift v nó sẽ ra luôn nhá. Thì cái này mình thay để linear line nhiều hơn. Đây là một cái cách tăng nét rất là hiệu quả cho một tấm hình của chúng ta khi mà chúng ta bị out nét, hoặc là chúng ta bị kiểu dạng như kiểu là nó bị sót một tí ấy, thì anh em tăng nét cho ảnh. Nhưng mà cái cách là chỉ tăng nét được cho tấm hình khi chúng ta muốn tăng nét phần chi tiết, có nghĩa là chỗ được nét nha các bác nhá. Có nghĩa là cái đoạn mà lông mi, lông mày này, rồi thì cái phần tóc tai các thứ, chỗ nào nó chụp được nét nha các bác nhá. Còn phần cổ này khuyên các bác không nên tăng, bởi vì là nó tăng nó sẽ bị có hạt, và khi mà có hạt thì chúng ta sẽ lên ảnh rất là xấu, không có đẹp. Thì vẫn áp dụng laser mark thôi các bác, áp dụng laser mark cho mình. Thì ở đây mình muốn tăng nét những cái phần chi tiết như sau. Đầu tiên thì anh em chọn laser mark cho mình. Có hai cách để chúng ta có thể chọn laser mark chuyển sang màu đen. Một là anh em ấn laser mark xong nó Ctrl Y ngắn, hai anh em giữ option hoặc an, anh em tích chuột vào laser mark chúng ta sẽ chuyển sang màu đen luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cọ. Thì anh em muốn nhiều thì anh em để cái flow nhiều, muốn ít thì anh em để flow ít cho mình. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cọ vào những cái phần lông mày này, lông mi này. Đó, những cái chỗ nào mà chúng ta cần tăng nét thì anh em cọ vào cho mình là xong. Đó. Anh em nên nhớ là chỉ cọ vào chỗ nào cần nét nhá, chứ không có cọ hết tấm hình, bởi vì là cái vùng cổ nó bị sót thì nó sẽ rất là xấu, không có đẹp. Đó, ok. Cái này bằng chụp bằng cái 6D với cái 85mm thì đôi khi là nó hơi bị sót một chút xíu ạ. Đó, ok các bác, có thể nhìn thấy là nó nét rất là đẹp luôn ạ. Đó, ok, phần tóc thì các bác có thể thích tăng tí xíu cũng được. Còn những chỗ sót thì các bác khuyên các bác không nên tăng nhá. Đó, ok. Rồi. Đây là một tấm hình mà mình làm miệng xong mình tăng nét luôn. Cái phần cổ thì mình kệ nó, không tăng nét. Và hôm nay thì mình cũng không có làm kỹ, bởi vì là cái phần làm da này thì chúng ta sẽ anh em rất rất là nhiều những cái bài mình làm da mình hướng dẫn anh em rồi. Hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn anh em tổng thể tất cả các cách tăng nét thôi. Ok, đây là một tấm hình mình tăng nét bằng cái high pass nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tăng nét bằng cái khác. Cách thứ hai là mình tăng nét, đó chính là tăng nét bằng custom. Custom nhá. Thì cái này thì hôm trước mình đã hướng dẫn anh em ở trên YouTube rồi, có một cái bài. Thì ở đây là cái order cái custom. Thì đầu tiên là khi mà chúng ta tăng nét thì vào cái custom thì cái thông số nó như thế này, nó rất là xấu, không đẹp. Để anh em nhập thông số cho mình nhá. Đầu tiên là -4. Thứ hai là -4. Nói chung là bốn góc anh em để -4 cho mình nha. Bốn góc đầu tiên trên cùng. Rồi, và mấy cái góc này anh em xóa hết đi cho mình này. Mấy cái cách tăng nét này là cái cách tăng nét mà từ ngày xưa mình bắt đầu, cái thời điểm mà dùng CS3 đâu mình bắt đầu mình đã dùng cái cách tăng nét này rồi. Và thời điểm đấy là thời 2010 thì cái thời điểm đấy là cách tăng nét này rất là ok. Rồi ở giữa thì anh em để cho mình là 68 nhá. Ok. Và cái phần này anh em để cho mình 36 và cái này anh em để cho mình -3. Thì đây là một cái cách tăng nét rất là ok. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì nó không còn ok lắm nữa, nhưng mà thời điểm trước thì mình rất hay sử dụng cái cách tăng nét này. Thì cái cách tăng nét này nó có một cái tác dụng, đó là khi mà chúng ta tăng nét lên ấy thì nó giúp cho tấm hình chúng ta nó rất là đều và tròn khối. Hồi xưa thì mình sử dụng cái Nitro MA 5.2 Pro, thì bây giờ nó có 7.6 Pro rồi.
thì thực sự với mọi người là nó rất là ok, rất là ngon. Cái thời điểm đấy thì 5D1, 5D2, 6D thời điểm đấy là rất là ngon rồi. Từ 2010 đến 2014 thời điểm đấy thì ảnh nó không độ phân giải cao như bây giờ. Thì bây giờ thì cao hơn thì chúng ta sẽ dùng đến 2 pass nha các bác. Rồi, đây là cách tăng nét thứ hai. Thì cái này anh em cũng có thể giảm, tăng giảm ở trên cái phần opacity này này, tùy mọi người. Anh em thích nhiều tăng nhiều, thích ít tăng ít. Rồi, cả hai cách tăng nét nha. Cách thứ ba. Cách thứ ba mình sẽ đen cái lớp này đi và còn một lớp ở dưới cùng thôi. Cách thứ ba đó là chúng ta chính là cách chúng ta tăng nét bằng camera raw. Thì anh em Ctrl G cho mình một layout nữa lên, đó là layer 1, và anh em ấn Ctrl Shift A hoặc là Command Shift A ở trên Mac. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển đến camera raw. Ở đây thì là mình dùng cái camera trực tiếp trên Photoshop luôn. Có rất nhiều anh em hỏi mình là máy yếu nên dùng cái gì. Máy yếu thì các bạn nên dùng camera thôi, đừng có dùng Lightroom. Bởi vì là máy yếu, thứ nhất ổ cứng của các bạn yếu, các bạn có chỉ có 120GB ổ cứng thôi. Nếu các bạn cài tất cả các cái phần mềm vào trong đấy thì ổ cứng của các bạn sẽ rất là nhanh đầy. Và thứ hai nữa là các bạn cài thêm một cái phần mềm, nó phải kéo thêm một phần mềm, nó cài ít nhất phải 2GB. Và đến lúc nó chạy nó lên bộ nhớ ảo khoảng 15-20GB của các bạn thì các bạn khoảng 3-6 tháng các bạn phải đi cài lại máy tính của các bạn một lần, bởi vì nó đầy ổ C là không có làm việc được nữa. Rồi ok, đến đây thì cái cách tăng nét thứ ba nữa đó là cái cách tăng nét bằng cái detail này. Trong cái phần sharpening này các bạn có thể kéo nét lên cho mình này, radius này, detail này, các bạn có thể kéo lên. Khi nào các bạn kéo làm sao mà thấy nó vừa tầm, nó ok thì các bạn thôi, các bạn ok là xong rồi ạ. Đây cũng là một cách tăng nét rất là hiệu quả, và mình cũng thỉnh thoảng mình vẫn hay sử dụng cái cách này. Thì các bạn có thể giảm tăng tùy tâm các bạn. Các bạn cứ tạo cho mình một layout khác lên, layer khác lên là xong, các bạn tăng giảm tùy tâm mọi người thôi nha. Rồi ok, đây là cách tăng nét thứ ba. Tiếp tục để cách tăng nét thứ tư thì mình sẽ đắp nét một cái layout khác lên. Ok, đây là cái cách tăng nét thứ tư. Thì cái cách tăng nét này mình dùng từ cái hồi số 7 cơ. Thì ở đây anh em vào filter nha các bác nhá. Sau đó anh em vào phần sharpen này. Ở đây nó có tất cả những cái dòng sharpen ở đây, chúng ta đều có thể tăng nét được các bác nhá. Bác nào rảnh thì các bác có thể ngồi nghiên cứu từng cái một, từng cái tăng nét, rồi thì từng kiểu sharpen, rồi sharpen mod, on sharp mask. Ngày xưa thì mình hay dùng cái on sharp mask này. Cái này thì rất là hay sử dụng các bác nhá. Cái phần radius này, đó, các bác có thể thấy là nó nét luôn này. Đó. Ngày xưa thì mọi người rất là hay sử dụng cái này. Cái này, cái phần threshold thì gần như mình không bao giờ sử dụng tới, mình dùng mỗi cái amount với phần radius thôi. Ngày xưa thì mình sẽ để cái này là 100. Radius thì là khoảng 2.5 cho đến là 3. Thì tấm hình của chúng ta thấy, anh em có thể thấy là, đấy, anh em thấy không? Nó nét rồi thì thôi, không tăng nữa. Nếu mà không nét thì các bác có thể giảm nó đi một tí cũng được. Cái này để khoảng 75. Mình vừa chỉ rồi đấy các bạn, mình vừa mới chỉ rồi đấy các bạn. Nào mà chưa xem thì các bạn có thể xem lại cái live này ở trên YouTube nhá. Ok, phần radius thì các bạn có thể để từ 1.5 cho đến 2 chấm tùy. Nếu mà cái ảnh của các bạn mà nó bị mờ thì các bạn có thể dùng cái cách này. Đó, đây cũng là một cách tăng nét rất là hiệu quả. Hoặc là các bạn có thể chọn vào sharpen này. Nếu mà các bạn muốn tăng nhẹ thì các bạn chỉ cần chọn sharpen thôi cho mình là xong nha. Nó cũng tăng thêm một tí nét nữa. Thì các bạn nên nhớ cho mình là chúng ta cứ cắt chân di cho mình một layout nữa nha. Chứ đừng có dại gì mà để thẳng cái layout đó, xong đó chúng ta sẽ làm thì ảnh chúng ta sẽ bị mất đi, nó bị mất đi cái file gốc lúc đầu. Nó sẽ bị, có đôi khi các bạn làm nó ok thì không sao, nhưng một số bạn làm nó bị phá vỡ đi cái kết cấu của cái tấm hình thì nó sẽ không có đẹp. Rồi, đây, unsharp mask là một, thứ hai sharpen. Nếu mà các bạn muốn tăng nhẹ thôi, các bạn chọn sharpen cho mình là thôi, là ok, là xong luôn nha. Các bạn không phải làm gì nữa nha. Ok, như vậy là vừa rồi mình vừa mới tổng hợp cho anh em bốn cách tăng nét ở trên Photoshop nhá. Ở trên camera có Photoshop, có iPad, có sharpen, có custom, có. Thì tất cả những cái cách tăng nét này và thông số mình đã chia sẻ với mọi người rồi. Thì anh em có thấy ảnh của mình hợp với cái nào thì anh em dùng cái đó thôi nhá. Diệp Bảo đăng cái clip này, các bạn có thể xem ở cái link YouTube mình vừa mới đăng ở trên cái đoạn live này các bác nhá. Rồi, như vậy là mình vừa mới hướng dẫn tất cả anh em một cái cách. Ở mỗi clip này thì mình sẽ tổng hợp tất cả bốn cách tăng nét lại với nhau để cho anh em. Và cái cách mình hay sử dụng nhất đó là cái iPad, nhưng mà cũng tùy thôi các bác nhá. Cái nào mình tiện thì mình thấy, anh em thấy tiện thì tăng. Cái iPad là một cái hoàn hảo nhất, bởi vì là thứ nhất ấy là cái custom, anh em một số anh em cũng có hỏi mình là cái custom nó sẽ bị đen ảnh, bởi vì các bạn để cái file của các bạn 16 bit thì nó sẽ bị đen, còn anh em để 8 bit thì sẽ không bị đen ảnh nha các bác nhá.
Rồi ok, đến đây là mình kết thúc clip rồi. Xin chào mọi người, hẹn anh em trong các cái clip lần sau nhá. Đêm nay mình sẽ live stream tiếp. Anh em nhớ hóng live stream nhá. Xin chào mọi người. Chúc anh em sẽ có thật nhiều ảnh đẹp. Và đừng quên là subscribe ủng hộ và bấm chuông cho mình nhá. Kênh vlog với lại kênh mobile nữa. Và mình hiện tại bây giờ mình đang có 3 kênh như vậy. Thì các bạn có thể yêu thích cái bộ môn nào thì các bạn cứ ủng hộ mình nhá. Mobile cũng có này. Rồi vlog thì mình sẽ chia sẻ với các anh em một số cái ví dụ như kiểu là máy tính này, rồi thiết bị này, rồi thì chip, main chip, ra bàn phím ngon, cái nào ngon thì mình chia sẻ với mọi người nhá. Rồi xin chào anh em đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ clip đọc hay nhất nhá. Và đừng quên tham gia group học nhiếp ảnh online nhá. Xin chào mọi người, hẹn anh em trong các cái clip lần sau. Mình đi ăn đây, đói quá.